Những ngày này, chính trường Nhật Bản đang nóng lên từng ngày với sự giáo diết chuẩn bị của các chính đảng ở Nhật Bản cho bầu cử hạ viện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 tới. Cuộc bầu cử lần này ghi nhận sự cạnh tranh của gần 1.500 ứng viên cho 480 ghế tại Hạ viện. Theo điều tra mới nhất của hãng tin Kyodo, các cử tri trung lập sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc bầu cử lần này, trong khi lãnh đạo của 12 chính đảng sẽ cạnh tranh nhau trong các vấn đề chủ chốt như việc đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng kinh tế giảm phát, vấn đề điện hạt nhân hay mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc. Cuộc bầu cử lần này cũng đánh dấu sự trở lại của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Theo hãng tin Reuters, cả cựu Thủ tướng Shinzo Abe hiện là Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP và Thủ tướng đương nhiệm Yoshihiko Noda đều đã bắt đầu chiến dịch tranh cử tại tỉnh Fukushima, nơi xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng vào năm ngoái, khiến 160.000 người phải sơ tán, đồng thời làm dấy lên quan ngại về sự an toàn của điện hạt nhân. Cuộc bầu cử vào Hạ viện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12, là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima. Trong bối cảnh người dân Nhật Bản vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh của thảm họa động đất và sóng thần hồi năm ngoái, còn chính phủ nước này chưa thể giải quyết dứt điểm hậu quả cuộc khủng hoảng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, khi điện hạt nhân được coi là vấn đề nổi cộm nhất trong cuộc chạy đua vào Hạ viện Nhật Bản. Bên cạnh vấn đề kinh tế, điện hạt nhân sẽ là cánh cửa quan trọng, mở ra vị trí quyền lực cao nhất cho các ứng viên tranh cử lần này. Không phải ngẫu nhiên khi trong ngày đầu tiên của cuộc vận động tranh cử, lãnh đạo hai đảng lớn tại đất nước mặt trời mọc là Đảng Dân Chủ Nhật Bản DPG và Đảng Đối lập Dân Chủ Tự Do LDP đều có mặt tại tỉnh Fukushima. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihiko Noda của DPG và ông Shinzo Abe của LDP đều coi hồ sơ năng lượng hạt nhân là một ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch vận động tranh cử lần này. Mặc dù hiện tại có đến 80% dân số Nhật Bản đều có chung một nguyện vọng là xóa bỏ điện hạt nhân trên toàn đất nước. Song theo ông Noda, trong giai đoạn hiện nay, nước này khó có thể xóa sổ hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện từng bước và năng lượng hạt nhân sẽ dần được từ bỏ trước năm 2030. Chúng tôi hy vọng đến năm 2030 sẽ không còn một lò phản ứng hạt nhân nào hoạt động trên đất nước Nhật Bản. Chúng tôi đang đặt mọi nỗ lực vào các kế hoạch chính trị để thúc đẩy điều này. Đây là một trong những mục tiêu tổng quát đã được đưa ra và chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu này. Tuy nhiên, tôi tin rằng các nhà máy điện hạt nhân vẫn sẽ hoạt động trong vòng 10 năm tới. Tuyên bố của Thủ tướng Noda đã làm nổi bật sự khác nhau giữa phe dân chủ theo đuổi cam kết loại bỏ dần điện hạt nhân và phe đối lập LDP từng thúc đẩy năng lượng nguyên tử trong gần 60 năm cầm quyền. LDP cho biết sẽ dần quyết định về việc tái khởi động các lò phản ứng được cho là an toàn trong 3 năm tới và đi đến kết luận về các loại năng lượng tốt nhất cho Nhật Bản trong 10 năm tới, với cam kết sẽ tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho các nhà máy điện nguyên tử. Giả sử một số nước như Trung Quốc vẫn tiếp tục triển khai các dự án điện hạt nhân và chỉ có Nhật Bản dừng các nhà máy này lại, khi đó, nếu xảy ra một vụ tai nạn, liệu Nhật Bản sẽ không bị ảnh hưởng? Giải quyết hay đối phó với điện hạt nhân là một vấn đề mang tính toàn cầu. Theo chúng tôi, điều cần thiết là phải đảm bảo an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản. Trước thảm họa Fukushima, Nhật Bản đã có kế hoạch tăng sản lượng điện nguyên tử từ mức gần 30% lên đến 50% tổng sản lượng điện. Do đó, sự thay đổi mạnh về chính sách năng lượng của chính phủ Nhật Bản đã vấp phải nhiều sự chỉ trích từ phía liên đoàn các doanh nghiệp nước này. Các nhà sản xuất cho rằng, sự thay đổi trong chính sách năng lượng của đảng DPG sẽ làm tăng giá điện và buộc họ phải chuyển hoạt động sản xuất và việc làm ra nước ngoài. Kế hoạch loại bỏ điện hạt nhân cũng buộc Nhật Bản phải nhập thêm dầu mỏ, khí đốt hay than đá. Các yếu tố này càng khiến cán cân thương mại chịu nhiều sức ép. Theo thống kê chính thức, trong quý 3 năm nay, GDP của Nhật Bản giảm 0,9% và tính cả năm, GDP dự kiến sẽ giảm tới 3,5% so với năm 2011. Không khí ảm đạm của nền kinh tế khiến dư luận càng chú ý đến việc các ứng cử viên sẽ đề ra chính sách, giải pháp nào trong chiến dịch vận động tranh cử lần này. Nhằm giải quyết những tồn tại trong nền kinh tế đang trì trệ của Nhật Bản, ông Abe đưa ra kế hoạch bơm thêm 200.000 tỷ yên vào nền kinh tế, cũng như huy động Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Tuy nhiên, kế hoạch này bị coi là quá táo bạo và kém thực tế trong điều kiện hiện nay.
Trong khi đó, trong năm 2012, chính quyền của Thủ tướng Noda đã thông qua hai gói kích cầu trị giá 5 và 8,5 tỷ euro để tạo 120.000 việc làm cho người dân và hy vọng đem lại một làn gió mới cho guồng máy kinh tế đang bị chững lại. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa đạt được kết quả như mong đợi bởi quy mô kích cầu còn nhỏ cũng như tình trạng đồng yên liên tục tăng giá gây trở ngại cho xuất khẩu. Bên cạnh đó, hiện tượng giảm phát lại bùng lên, kéo theo những hậu quả tai hại như người tiêu dùng giảm chi, các doanh nghiệp tạm ngừng đầu tư. Sau thảm họa động đất và sóng thần, Nhật Bản hiện vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về kinh tế. Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã thực sự bị chao đảo trong suốt hơn một năm qua, với tổng nợ công hiện đã lên tới 200% GDP. Theo đó, các nhà hoạch định chính sách tại Nhật Bản có rất ít lựa chọn để đối phó với tình trạng kinh tế bất ổn hiện nay. Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch vẫn bày tỏ lo ngại về tốc độ chậm chạp của việc củng cố tài khoá và chính trị tại đất nước mặt trời mọc. Các nhà phân tích kinh tế thì cho rằng, bất chấp kết quả cuộc bầu cử vào Hạ viện lần này ra sao, thì Nhật Bản cũng sẽ không thể đưa ra biện pháp tích cực nào để giảm đáng kể số nợ khổng lồ hiện tại. Tuy nhiên, một bộ phận giới phân tích Nhật Bản luôn ủng hộ và kỳ vọng vào một sự thay đổi tích cực của nền kinh tế trước sự trở lại của ông Abe. Các biện pháp kinh tế là sức mạnh của ông Abe. Ông ấy đã chủ trương thay đổi các chính sách giảm phát ở Nhật Bản và thúc đẩy sự giảm giá của đồng yên. Những giải pháp này có lợi ích cho thị trường chứng khoán của Nhật Bản, có lợi cho nền kinh tế. Theo kết quả thăm dò xung quanh của chạy đua vào Hạ viện trong những ngày gần đây, Chủ tịch Đảng Dân Chủ DPG, ông Yoshihiko Noda đang giành được tỷ lệ ủng hộ 20%, trong khi con số này dành cho ông Shinzo Abe, Chủ tịch Đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản là 25%. Tuy nhiên, theo giới phân tích, nhiều khả năng kết quả cuộc bầu cử sẽ dẫn tới việc thành lập một chính phủ liên minh, khi không có đảng nào đảm bảo được đa số ghế và có tới 40% cử tri được coi là trung lập do chưa sẵn sàng ủng hộ cho đảng nào.